Báo cáo quý vị, hôm nay đang là chập tối ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020 và chúng tôi vừa mới chỉnh trang xong chiếc sập gỗ gụ và sập tứ diện và chọn vân, mặt vân rất là đẹp luôn. Cái sập này là cái sập này là của nhà anh Xuân ở quận Tây Hồ. Thấy chữ ký của anh đấy. Sập này đặc biệt của nó là tứ diện luôn. Thế sau khi cái sập này lên đường về quận Tây Hồ thì chúng tôi sẽ đợt tới chúng tôi sẽ lắp một cái khác lên, nó ba mặt thôi nhưng mà vân nó cũng đẹp tương tự như thế này đấy. Và cái sập tứ diện này của bác Xuân thì là 100 triệu nhưng mà cái sập ba mặt kia thì giá của nó là 90 triệu. Đấy, quý vị nhìn cái vân nó đẹp như thế này. Bây giờ là chúng tôi chuẩn bị vam cái mặt vào cho nó bén. Bên đây không bây giờ tôi chuẩn bị vam vào cho nó cái dạ hậu nó bén vào đây. Nó đang hở đây. Vam cái là bén cháy luôn. Đây là hình ảnh đang quay tại xưởng tầng 1 khu B của đồ gỗ Đức Hiền. Nơi đây là đang bày hàng loạt các cái sập đấy với cả các cái tranh khảm, mấy trăm tấm tranh khảm. Lúc trước là cái sập bày ở chỗ này. Chúng tôi chỉnh trang xong thì là mang cho đấy lắp. Bùn cửa kia đầu rồi. Và sau khi trước sập, báo cáo quý vị là hiện nay là còn đến mấy chục cái sập là chưa có chỗ để mà lắp lên. Vì các cái sập ở đây, các cái sập để la liệt này. Các sập nó rất là tốn chỗ, mỗi một chiếc nó mất chừng độ 5m2. Từ 4 đến 5m2 cho nên là nó cứ xếp một dãy là đầu tiên thiết kế nhà tôi định xếp hai dãy hai bên nhưng mà như thế thì không đi lại được. Cái đường đi nó phải 1m, 1m rưỡi thì đi chở các cái ghế từ trong kia ra được. Cho nên đây phải sau là đầu tiên lắp nhiều sập xong là phải dỡ bớt ra. Xin quý vị bớt chút thời gian về tham quan mua sắm tại đồ gỗ Đức Hiền. Nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và chúng tôi là nằm cạnh trường tiểu học xã Tân Dân. Với số điện thoại 0984666999 hoặc Zalo là 0967666111. Quý vị nào cần thiết kế nội thất thì có thể liên lạc qua Zalo của cháu Nguyễn Hưng Long, con trai tôi là kiến trúc sư. Zalo 0348999666. Đây ngoài đường phố đấy. Xin tạm biệt quý vị.